Dạ. Mình quen nhau cũng lâu rồi đó, không ấy cho anh gọi cho bữa chút nha. Ôi, cái anh này kỳ quá à. Ba má em la chết, không có cho gọi đâu, còn nhỏ xíu mà gọi gì. Không sao đâu, anh không nói, em không nói, không ai biết đâu. Cho anh gọi chút thôi. Một lần thôi nha. Ok, một lần thôi. Nè. Trời ơi, coi trái bưởi nè. Nó thấy cưng mà dễ thương, dễ sợ vậy. Ủa mà sao nó nhỏ xíu vậy em? Em đã nói là nó còn non, còn nhỏ rồi mà. Anh còn đòi gò nữa. Mai mốt nó bự cho anh gò nha. Ok, mai mốt nó bự, em cho anh gò nha. Một nè.